Kho báu thuộc về ai? Trời, cái gì thế này bà ơi? Một kho báu này, thật không thể tin được. Trời, thật là ta có hòm vàng này à. Vậy là từ nay vợ chồng mình giàu rồi, sung sướng rồi. Ơn trời, ơn trời. Mọi người ơi, chúng tôi giàu rồi. Bà lão nhà mình xưa nay tính hay bép xép, chẳng giữ nổi chuyện gì cả. Rồi đây thiên hạ ai cũng biết tới, chả giữ nổi mà ăn đâu. Bà nó ơi, bà ở đây, tôi chạy về nhà lấy cái gì ra bọc vào mang về. Chứ tơ hơ thế này, có người nhìn thấy là mất ăn đấy. Phải rồi, ông chạy về đi, tôi ở đây trông. Ông yên tâm, không đứa nào lấy được của tôi đâu. Tôi mà canh thì có mà. Ông ơi, nhìn kìa! Sao lại có con thỏ trong lưới đánh cá thế kia? Có gì lạ đâu, thỏ thích sạch sẽ. Chắc nó xuống sông tắm, đúng lúc người ta thả lưới đánh cá đó mà. Về thôi, không muộn rồi. Kìa ông ơi, có con cá ở trên cây thế kìa. Ồ, nó làm tổ trên đó đó mà. Có giống cá chuyên sống trên cây mà lại. Có loài cá đó thật hả? Ừ, về thôi bà ơi. Ơ kìa, bánh đa ở đâu mà vương vãi khắp nơi thế kia? À, vùng này có làng chuyên lợp nhà bằng bánh đa. Hôm nay mưa gió, chắc là bị tốc mái. Quái, hôm nay là ngày gì mà toàn gặp chuyện kỳ lạ thế này? Bà có biết hôm vừa rồi á, nhà tôi tìm được một kho báu lớn không? Thật hả? Tôi nói dối bà làm gì? Phải tìm cách chiếm bằng được số kho báu kia mới được. Dạ, chào chú đất ạ. Mau mang tất cả vàng bạc châu báu các ngươi tìm thấy tới nộp cho ta. Chú đất nhầm thế nào chứ ạ? À? Làm gì có vàng bạc nào ở nhà của vợ chồng già nghèo đói này chú ạ? À? Ông nói gì? Nghèo là thế nào? Nhà mình có bao nhiêu vàng bạc, kém gì thiên hạ? Đó, lão còn chối à? Mau đưa người làm chứng vào. Có đúng là vợ lão đã nói với các ngươi về kho báu không? Dạ, bà lão nhà tôi lẩm cẩm, ông chấp làm gì? Cái ông này đến là hay, mới thấy mà đã quên hết cả rồi. Hôm mang kho báu về, còn có con cá làm tổ trên cây, con thỏ tắm dưới sông và mái nhà ai đó lợp bằng bánh đa bị gió tóc vương vãi khắp nơi. Ông nhớ chưa? Người đang nói cái gì vậy? Hôm ấy, chính mắt tôi nhìn thấy con cá nằm trên cây, con thỏ tắm dưới sông bị mắc trong lưới đánh cá mà. Bà ta điên rồi, đúng là một bà già hoang tưởng. Chuyện kho báu kia chắc chỉ là chuyện cá làm tổ trên cây, thỏ tắm bị mắc lưới thôi. Về! Cuộc sống này, nếu không biết lường trước, tiên đoán sự việc, thì nhiều lúc cũng nguy khốn rồi. Cuộc chiến hồ đào. Trời hôm nay đẹp quá, nắng nhẹ và gió êm như ru. Đi nào, chúng ta mau vào bìa rừng nhặt hạt dẻ đi. Cuối thu đầu đông, hạt dẻ chẳng còn nhiều. Chỉ còn vài quả rụng dưới gốc cây ăn chán lắm. Ngon hay không ngon cứ đỡ đói là được. Đói quá đi. Tớ biết có một thức ăn khác ngon tuyệt mà ở cách đây không xa đâu. Là gì vậy? Hồ đào. Hồ đào? Cậu nói cây hồ đào cổ thụ ở bìa rừng sao? Trời ơi, tớ chẳng còn có gan đến gần nữa, nói gì là hái hồ đào ăn. Các cậu sợ ông cành cành nhà ở trên đó chứ gì?
Cây hồ đào không phải là của riêng ai cả. Ông ấy không có quyền chiếm hữu. Biết là vậy nhưng mà ông cần cần ấy trông đáng sợ lắm. Bộ mặt đã hung tợn, lại còn cao có cả ngày nữa. Chỉ cần ông ấy quát mắt nhìn, tớ cũng đã sợ chết khiếp rồi. Sợ gì chứ? Chúng ta phải tìm cách để ông ta đi khỏi cái cây đó. Cả cây hồ đào béo ngậy, thơm như vậy, ông ấy cũng không ăn đến, bỏ phí lắm. Chúng ta còn phải bàn kế hoạch để ông ấy dọn nhà đi khỏi cây hồ đào. Khỏe chứ? Chuẩn bị xong chưa? Đã xong rồi, đi nào sóc béo. Ôi, hồ đào của ta. Đi thôi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ôi, ngứa quá, ngứa quá. Lũ nhép chúng bay, nghịch ngợm thế là cùng. Mau biến ngay khỏi đây không ta cho biết tay. Lần sau mà còn lặp lại trò đùa này, ta sẽ thả các ngươi xuống từ độ cao này đấy. Ông Cần Cần, xin ông tha cho chúng cháu đi. Xin ông thả chúng cháu xuống đi. Tớ không đi nữa đâu. Tớ sợ ông Cần Cần ấy lắm. Không được hèn nhát như thế. Lần này chúng ta sẽ lẫn ngay, không để ông ấy biết nữa. Lại là lũ sóc quậy phá phải không? Lũ sóc kia mà rơi vào tay ta thì giờ sẽ chơi trò rồng rọc. Sóc gầy lên cành cây cao, kéo sóc béo lên gần, rồi đại chiến bóng nước nhé. Trời ơi, có ai cứu tôi với? Chẳng có ai nghe được lời kêu cứu của tôi bay đâu. Đợi ta nuốt chửng lũ sóc này xong, rồi sẽ đến lượt ngươi. Có ai không? Cứu với! Thả tụi nhỏ ra! Khôn hồn thì biến khỏi lãnh địa của ta đi! Đây không phải việc của mi. Ngươi già rồi, không phải đối thủ của ta đâu. À! Cút ngay khỏi đây, đồ trăng độc ác! Cần cần chúng cháu. Ông cho chúng cháu ạ? Bất cứ lúc nào các cháu muốn ăn, cứ thoải mái đến xin ông một tiếng. Cây hồ đào không phải của riêng ông, nhưng xung quanh đây có rất nhiều kẻ ăn thịt nguy hiểm. Có gì ông còn để mắt đến. Ông ở một mình nên buồn quá. Thỉnh thoảng đến đây cho vui, chứ đừng nghịch ngợm, trêu người già như thế là không nên đâu nhé. Tha lỗi cho chúng cháu. Chúng cháu không biết nên giở trò nghịch ngợm quậy phá ông. May mà có ông, không hôm nay chúng cháu đã mất mạng rồi. Chúng cháu xin lỗi ông ạ. Hóa ra ông là một người tốt. Ôi, hồ đào đúng là ngọt và thơm quá ông ạ. Sự dỗi hờn của nàng lúa. Mặt đất hoang sơ quá, cần phải làm cho mặt đất này trở nên sống động mới được. Để con người sống sót thì còn cần cả thức ăn, nước uống và những điều kiện sinh hoạt khác. Còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng. À, phải rồi. Con gái, kính chào Ngọc Hoàng. Cha đã về. Ta vừa mới sáng tạo ra con người,
họ đang sống dưới mặt đất. Con thay ta xuống giúp loài người nhé. Hãy giúp họ sống no đủ và không bị thiếu thốn, lo lắng, nghèo khổ. Vâng ạ. Những hạt lúa chín, các ngươi hãy tự rụng xuống và bò về nhà con người, chứ không được để con người phải vất vả, đưa các ngươi về nhà nhé. Vâng ạ. Thóc về, thóc về rồi. Thóc sắp về rồi đấy. Tôi đã quét dọn sạch sẽ cả sân vườn, nhà kho để đón thóc về. Tôi còn đang cả mấy cái bồ mới để thóc chui vào cho thơm kho nữa cơ. À, thóc về rồi kìa. Bà ơi. Bà ơi, nhà bà bẩn quá. Chúng tôi mà vào thì sẽ lắm bẩn, ẩm mốc mất thôi. Các người yêu sách quá đấy. Các người có nhiệm vụ đến nhà ta để cho ta no đủ, sao không vào đi còn phiền nhiễu vậy? Chúng tôi vào thì ở đâu? Bà có bồ đựng chúng tôi không? Không có. Thế chúng tôi ở đâu được? Nhà bà chỗ nào cũng bẩn thỉu. Các người thật phiền phức. Nhà ta chỉ được thế thôi. Các người ở đâu thì ở đi. Làm sao có cơm cho ta ăn là được rồi. Bà buồn ngủ quá. Có lẽ ta đã khiến cho con người trở nên lười biếng. Tất cả dân làng nghe đây. Có chuyện gì vậy? Sao nàng tiên lúa có vẻ giận dữ thế? Ta nhận ra rằng việc để cho những hạt lúa chín tự đi vào bồ nhà các ngươi chỉ khiến cho các ngươi ỷ lại và lười biếng. Ai cũng cần phải lao động mới biết quý trọng hạt gạo, hạt thóc. Thế nên, từ nay ta chỉ cho các ngươi giống lúa. Các ngươi phải tự gieo trồng, thu hoạch, no đủ hay đói kém phụ thuộc vào chính các ngươi. Ôi, nàng tiên lúa đã tức giận thật rồi. Có lẽ nàng tiên lúa nói đúng. Từ giờ, chúng ta phải lao động chăm chỉ thôi. Từ đó về sau, con người phải chăm chỉ cấy cày mới có được những mùa vàng bội thu. Dòng sông uốn khúc. Nam này, cậu hiểu tầm quan trọng của hợp đồng ngày mai chứ? Dạ, đương nhiên em phải biết rõ ạ. Anh đã tin tưởng giao cho em trọng trách quan trọng này. Em nhất định sẽ ký bằng được hợp đồng để không phụ lòng anh. Tốt, sau khi dự án này thành công, tôi sẽ bổ nhiệm cậu là phó giám đốc phụ trách dự án của công ty. Dạ, em cảm ơn anh. Kìa mẹ. Mẹ lại ho rồi sao? Mẹ khó chịu trong người có phải không? Hay bệnh lại? Con đừng lo, người già nên nói vậy thôi. Còn con ấy, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? Dạ, đợt này con đang bận dự án quan trọng lắm mẹ ạ. À, nếu thành công thì tiền chữa bệnh cho mẹ trong thời gian tới không cần phải lo nữa. Tội nghiệp, con cứ suốt ngày lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thế này. Kìa mẹ. Thôi được rồi, con làm việc tiếp đi. Mẹ cũng về phòng nghỉ đây. Điều thứ 7, mục 3, hai bên cần phải. Chết rồi, sao mình lại quên vào lúc này chứ? Phải nhanh đến công ty xem lại không thì... Ôi, không! À! Cần tôi giúp gì không? Thầy. Nam à. Thầy, sao thầy lại ở đây? Ừ,
thầy vào thăm người thân, còn em nữa, sao lại ra nông nỗi này? Dạ, tại em bị tai nạn xe máy. Trông cũng nặng đấy, đi lại phải cẩn thận chứ. Nhà cậu vốn neo người, giờ nằm viện thế này thì phải làm sao? Em cũng không biết phải làm thế nào nữa thầy ạ. À, mẹ em thì có bệnh trong người, đã chưa đủ tiền phẫu thuật thì chớ, giờ em lại nằm viện thế này, rồi còn công việc nữa. Đúng là khó thật. Ngẫm đi ngẫm lại, em thấy cuộc sống này thật bất công. Em từ nhỏ tới giờ, nào là nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nào là ba mất sớm, rồi công việc thì lận đận. Sao số em nó cứ gặp khó khăn trắc trở hoài vậy chứ? Khó khăn thì phải cố để vượt qua thôi em ạ. Chứ than vãn thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Em cũng biết vậy, nhưng giờ em giống như người bất lực rồi thầy ạ. Vậy em còn nhớ bài giảng ngày xưa của thầy về hệ thống sông ngòi không? Dạ nhớ, nhưng mà sao hả thầy? Những con sông có những đặc điểm chung gì? Dạ, thì nó đều đổ ra biển ạ. Ừ, đúng rồi, nhưng ngoài ra, nó còn một điểm nữa mà ta ít đề cập tới. Đó là các con sông đều uốn khúc mà không hề chạy theo một đường thẳng. Theo em thì tại sao? Cái này... Sự thật là trên trái đất này chẳng có con sông nào mà từ khởi nguồn của nó tới biển cả lại là một đường thẳng. Tất cả đều uốn lượn qua những ngọn núi, những khu rừng, những gờ thác. Chính nhờ sự uốn lượn ứng phó với mọi địa hình ấy mà dòng sông mới tới được đích cuối cùng là biển cả bao la. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, làm gì lại không có khó khăn trắc trở. Mỗi khó khăn thì đều có cách giải quyết của nó thôi. Quan trọng là ta không được mất tinh thần. Dù đường đời có phải quanh co thì vẫn phải hướng mình ra biển lớn em ạ. Thưa thầy, em hiểu rồi thầy ạ. À, em cảm ơn thầy vì không chỉ dạy học em lúc trước mà tới tận bây giờ thầy vẫn cho em những bài giảng ý nghĩa thế này. Thế chứ, học trò của tôi là phải thông minh và mạnh mẽ như vậy chứ. Sinh nhật đặc biệt. Chắc là Tuấn sẽ thích lắm đây. Mẹ ơi, mai sinh nhật con, mẹ nhớ về sớm nha. Con thích robot, bánh gato và thật nhiều kẹo. Tuấn ơi, mẹ xin lỗi. Bây giờ chắc mẹ chưa mua robot cho Tuấn được rồi. Mẹ chưa có đủ tiền. Các bạn lớp con bạn nào cũng có robot, thích lắm. Con trai, con cố chờ mẹ nha. Bao giờ trả hết nợ, mẹ sẽ đền Tuấn một con robot thật to, thật đẹp, được không? Thật mẹ nhé, quan hô mẹ. Hay là ngày mai mẹ mua các loại quả về làm robot trái cây cho Tuấn nha. Vừa đẹp lại còn ăn được, con thấy sao? Robot trái cây ạ? Tuyệt quá. Chị Mai ơi, lại tôi nhờ chút. Vâng, tôi đến ngay. Hôm nay là sinh nhật sếp Ly. Mọi người sẽ tổ chức cho sếp sau khi hết giờ làm cho thoải mái thời gian. Có vài món trong menu đây, chị chuẩn bị nhé. Sao giờ làm ạ? Chị bận à? Dạ không ạ, tôi hỏi thế thôi. Mẹ ơi, mẹ nhớ về sớm sinh nhật con nha. Em bảo sếp có bất ngờ không? Em cũng chả biết được chị ạ. À, bình thường sếp lạnh lùng lắm, chẳng thích gì mấy vụ tiệc tùng này. Ồ, hoa quả ai mua lại để đây thế này? Chắc cô Phương lại bỏ quên rồi. Chị ơi, hay chỗ này gọt ăn luôn nha. Hôm nay mua nhiều mà. Ừ, thế cũng được. Thôi chết, túi hoa quả để đây đâu rồi? Rõ ràng mình để đây mà. Không biết có ai cầm nhầm không nhỉ? Về biết nói với cô Tuấn thế nào đây? Chúc mừng sinh nhật sếp! Mọi người... Cảm ơn mọi người nha. Chúc sếp một tuổi mới có nhiều tin vui. Cho chúng em ăn cỗ sớm ạ. Chúc sếp luôn xinh đẹp, tươi tắn, vui vẻ ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người chu đáo quá. Đã muộn quá rồi, không biết cô Tuấn ở nhà. Chán quá, sếp chả bao giờ đi tăng hai với anh em. Thôi, thông cảm cho sếp, dự án đang bận, cả nhà mình đi hát đi. Hay đấy, đi đi. À chị Mai,
phiền chị dọn dẹp giúp nha. Tuấn ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không về sớm với con được rồi. Chị Mai, sao chị về muộn thế? 10 giờ rồi. Tôi... Không ai ở lại dọn cùng chị sao? Mọi người thật là... Chị lên xe tôi chở về. Dạ không sao đâu, tôi lo được mà. Muộn rồi, làm gì còn xe buýt nữa. Chị để rác vào thùng rồi lên đi. Dạ không cần đâu thưa giám đốc. Vì sinh nhật tôi mà chị phải vất vả cả ngày rồi. Đây là lệnh cấp trên, đề nghị chị thực hiện. Dạ vâng ạ. Cảm ơn giám đốc. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới về? Thế mà mẹ bảo sinh nhật con mẹ về sớm. Mẹ xin lỗi, mẹ có việc bận đột xuất. Con chào cô giám đốc công ty mẹ đi. Cháu chào cô ạ. À. Cô chào cháu. Con đừng khóc nữa mà, mẹ sẽ đền sau nha. Mẹ xin lỗi Tuấn. Tuấn này, mẹ của cháu hôm nay về hơi muộn một chút vì bận đi tìm cái này cho cháu đây. Ôi, bánh gato. Giám đốc, chúc mừng sinh nhật Tuấn. Con ơi con, chữ gì trên này đây ạ? À? Chữ này là mừng sinh nhật Tuấn. Wow, mừng sinh nhật Tuấn. Lần đầu tiên cháu có bánh gato riêng đấy. Cảm ơn giám đốc, tôi thật không biết nói gì hơn. Chị hạnh phúc thật đấy. Lâu lắm rồi tôi không được mừng sinh nhật cùng mẹ. Không có ai để mong mỏi, đợi chờ trong ngày đặc biệt này. Hoan hô, chúc mừng sinh nhật Tuấn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.